Lê Tùng Vân trung chiều cuối, không biết, không nhớ bị tội gì hết. Sơi bảy bà có 11 con, nhưng vẫn tuyên bố còn độc thân, đang chờ lấy vợ. Sáng ngày 20 tháng 7, phiên tòa chính thức xét xử nhóm 6 bị cáo tại tỉnh Thất Bồng Lai, thấy ông nội là dở trò, tuyên bố sốc 92 nồi bánh chưng, nhưng vẫn còn trong trắng, vẫn độc thân, đang chờ lấy vợ. Tại phiên tòa lúc 8:30, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại tỉnh Thất Bồng Lai gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, là con bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, là con của bị can Lê Thu Vân, chưa rõ danh tính người cha, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, là con bị cáo Cao Thị Cúc, chưa rõ người cha, Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa và ngụ tại đây. Hơn 8 giờ, ông Vân đến Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa bằng xe 7 chỗ. Bị cáo buộc là chủ mưu vụ án, nhưng tuổi đã cao, sức khỏe yếu, ông Vân được tại ngoại. Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Tùng Vân chậm rãi cho biết, sinh ngày 21 tháng 2, 1932. Năm nay tôi 92 tuổi, do lớn tuổi quá nên không nhớ địa chỉ nơi sinh. Khi hội đồng xét xử nhắc lại lý lịch, ông Vân cho biết hiện thường trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Tôi quá già nên không có nghề nghiệp gì, trình độ đại học có 2 bằng cử nhân, không có vợ con, ông Vân khai. Lê Tùng Vân khai vẫn độc thân, đang chờ lấy vợ. Trình bày tại tòa với giọng nhỏ và yếu, Lê Tùng Vân cho biết vẫn đang độc thân, đang chờ lấy vợ, có 2 bằng cử nhân. Bị cáo nói do trí nhớ suy giảm nên không nhớ nơi sinh. Khai thêm, bị cáo cho biết có bằng cử nhân tại Đại học Sài Gòn và bằng cử nhân tiếng Anh, chưa có vợ, đang đợi lấy vợ, ông Lê Tùng Vân khai. Các bị cáo còn lại khai bị bắt hồi đầu năm 2022, 4 bị cáo trừ bà Cúc khai không biết cha mẹ là ai và không có thông tin gì về cha mẹ. Trả lời hội đồng xét xử, các bị cáo này cho biết đều nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, không yêu cầu thay đổi thành viên hội đồng xét xử. Trong khi đó, bà Vòng Kim Hoa, đại diện cho ông Lê Tùng Vân cho biết bị cáo nói chưa nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Vân đã lớn tuổi nên không nhớ đã nhận rồi hay chưa. Bà Hoa trình bày, tôi quá lớn tuổi, không nhớ gì, không biết bị tội gì. Giờ tòa định sao thì tôi nghe theo vậy. Ông Vân nói thêm, lúc gần 10 giờ, luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa với lý do những thắc mắc của người bào chữa trong 2 lần mở phiên tòa không được trả lời. Luật sư cũng cho rằng việc những người làm chứng không có mặt đầy đủ sẽ không thể làm rõ một số nội dung tại tòa. Hội đồng xét xử tiếp tục hội ý lần 2 để xem xét yêu cầu của luật sư, các bị cáo yêu cầu đổi chủ tọa phiên tòa. Theo các luật sư, trong quá trình tòa giải quyết vụ án, họ đã đề nghị triệu tập hơn 50 người nhưng chỉ được chấp nhận 4 người, khiến vụ án không được làm sáng tỏ. Mặt khác, các luật sư cũng cho rằng phía bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vắng mặt cũng ảnh hưởng đến việc xét xử. Trước đó, quá trình làm thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vắng mặt, một số luật sư và người làm chứng cũng có đơn đề nghị vắng mặt. Nêu ý kiến, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa cho biết phiên xử từng bị hoãn, còn hồ sơ vụ án có đầy đủ lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên kiểm sát viên đề nghị tiếp tục xét xử. Đồng tình với quan điểm của Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Sơn, trưởng Công an huyện Đức Hòa đại diện cho bị hại cũng đề nghị tiếp tục phiên tòa. Tuy nhiên, đại diện nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tạm ngừng phiên tòa do chứng cứ buộc tội thân chủ yếu không phù hợp, cơ quan chuyên môn chưa xác minh các video clip giả, một số phát ngôn của thân chủ được cho là vi phạm pháp luật là không phù hợp. Ngoài ra, luật sư cho rằng đơn tố cáo của ông Thắng, bà Mai, bố mẹ của Diễm My không được đưa vào hồ sơ. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét tư cách của người tố giác, đơn khiếu nại của luật sư chưa được làm rõ. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử xét thấy những kiến nghị của luật sư, quá trình xét xử nếu cần làm rõ bổ sung sẽ dừng phiên tòa trong quá trình tố tụng. Lê Tùng Vân tỏ ra mệt và yếu. Phiên tòa bắt đầu với phần xét hỏi nhân thân, lý lịch của các bị cáo. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân đứng lên nói giọng khá nhỏ, yếu và mệt nhọc, vừa nói vừa thở gấp. Bị cáo Vân cho biết trí nhớ giảm nên không nhớ mình đã gây tội gì, nhưng hiện vẫn độc thân và có 2 bằng đại học. Nhân chứng sống vạch trần bảy bà vợ của ông Lê Tùng Vân. Theo cô Tuyết, ông Lê Tùng Vân trụ trì tỉnh Thất Bồng Lai không chỉ có 7 bà vợ như những gì cộng đồng mạng chia sẻ, mà ông còn có nhiều mối quan hệ ngoài luồng với những người phụ nữ khác bên ngoài. Liên quan đến những ồn ào xung quanh tỉnh Thất Bồng Lai, tên mới Thiềm Am Bên Bờ Vũ Trụ, hiệp sĩ đường phố Nguyễn Xuyên đã tiếp tục đăng tải một đoạn clip dài gần 1 tiếng để tố cáo những hành vi mờ ám của vị trụ trì Lê Tùng Vân. Để tăng sự tin cậy về những gì mình nói, Nguyễn Xuyên đã mời nhân chứng sống là bà Lê Thị Tuyết, người từng làm giáo viên giảng dạy cho những cô nhi tại trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức của ông Lê Tùng Vân vào những năm 2004-2007.
Bà cho biết khi được mời về làm giáo viên dạy cho các cô nhi, cô đã bị ông Lê Tùng Vân chiêu dụ cho những hoạt động lừa đảo với cái mác để các mạnh thường quân thấy thương hại mà đến tài trợ. Điều đáng nói, con của cô là Nhật Thanh, người có thành tích học tập nổi bật, có bằng khen của trường quốc tế, cũng bị ông Lê Tùng Vân lợi dụng. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân giới thiệu với các mạnh thường quân rằng Nhật Thanh chính là cô nhi do cô Tuyết dạy dỗ thành tài tại Thánh Đức để chứng minh sự tài giỏi và tình yêu thương của ông dành cho những trẻ cô nhi. Thời điểm đó bà Tuyết rất bức xúc, nhưng bà nghĩ thôi kệ, mình hy sinh để người ta đến giúp đỡ cho các em cô nhi thôi, quan tâm các em nhiều hơn. Chứ bà có đủ khả năng tự nuôi con của mình mà, sao phải gắn cho nó cái mác mồ côi và không được nhận mẹ. Cô Tuyết còn nói thêm, lúc đầu cô nghĩ là bà Võ Thị Cúc và Lê Thị Thu Vân là đệ tử của ông Lê Tùng Vân, sau này mới phát hiện họ là người tình của ông Lê Tùng Vân. Tại Thánh Đức ở thời điểm đó, có bà Lê Thị Thu Vân, bà Võ Thị Cúc, bà Xuân, bà Cẩm, bà Hương. Còn những người khác tôi không biết có phải là những người phụ nữ của ông Lê Tùng Vân hay không. Nhưng dám khẳng định điều này là vì bà Tuyến nhìn thấy bản đăng ký tạm trú tạm vắng của họ tại Thánh Đức gửi lên cơ quan chức năng. Tại thời điểm ông Lê Tùng Vân bị tố húp hầu bé Nga, thầy Quảng Bình, người thân cận của ông Lê Tùng Vân tại quê nhà đã kể ra hết sự thật về đời tư không trong sạch của vị trụ trì này. Ngoài những bà vợ đã sinh con và đang sống tại Thánh Đức, ông Lê Tùng Vân còn có những mối quan hệ vụng trộm với những người bên ngoài và có nhiều con rơi. Lúc bà đến đây, những người xung quanh đã nói rằng bà chọn sai chỗ để làm từ thiện rồi. Họ còn cho biết tất cả những người tại đây đều là con và vợ của ông Lê Tùng Vân. Thông qua giám định ADN, những người hiện tại đang sống cùng nhận là đệ tử của ông Vân thực ra là con ruột của ông và những người đàn bà khác nhau. Theo cơ quan chức năng đã xác định được những mối quan hệ huyết thống trong nhóm 30 người sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có quan hệ huyết thống cha con với Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Huyền Trang sinh năm 1993, Lê Thanh Nhất Tuệ sinh năm 1994, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995, Lê Thanh Nhị Nguyên sinh năm 1998, Lê Thanh Huyền Trân sinh năm 2002, Vòng Thanh Mẫu Nghi sinh năm 2015, Lê Thanh Minh Triết sinh năm 2015, Lê Thanh Pháp Vương sinh năm 2016, Vòng Thanh Quốc Pháp sinh năm 2018. Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho hay bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960, ngụ cùng địa chỉ với ông Vân, người gọi ông Lê Tùng Vân là thầy, được xem là đệ tử ruột của ông Vân, có quan hệ huyết thống mẹ con với Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995 và Lê Thanh Huyền Trân sinh năm 2002. Đặc biệt, nguồn tin cho hay Vòng Thanh Kim Xuân sinh năm 1995 có quan hệ huyết thống mẹ con với Vòng Thanh Quốc Pháp sinh năm 2018. Đây được xem là đứa con nhỏ nhất của ông Lê Tùng Vân. Quốc Pháp ra đời khi ông Vân đã 86 tuổi. Chẳng những thế, ông còn có mối quan hệ với 7 người phụ nữ khác, nhưng hiện tại ở với ông chỉ có 3 người và có thêm nhiều người con thuộc thế hệ 8X, 9X và khủng khiếp hơn khi ông Lê Tùng Vân đã thông giếng nước 2 người con gái của mình và kết quả là có thêm 3 bé, từng thi thách thức danh hài. Sau 2 ngày mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm, vào tối 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên án bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân bị xử phạt 5 năm tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án. Các bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng nhận mức án mỗi bị cáo 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc nhận mức án 3 năm tù. Đối với các bị cáo đang tạm giam, được đưa về trại tạm giam để tiếp tục giam giữ. Bị cáo tại ngoại Lê Tùng Vân bị tạm giữ tại gia đình. Trường hợp nếu không đồng ý với bản án này, trong 15 ngày, các bị cáo có quyền kháng cáo để tiến hành xét xử theo trình tự phúc thẩm. Hội đồng xét xử cũng quyết định tịch thu xung công quỹ các tang vật liên quan đến vụ án.